Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TRD nhé. Đây là em Hiển các bạn ạ. Và trên tay của mình ngày hôm nay đó là chiếc Lenovo Legion 5 Pro phiên bản năm 2022. Em Hiển cũng là một trong những fan cực kỳ mà đam mê cái dòng Lenovo, mà cứ dùng được một vài tháng là em đã quá đổi, mỗi lần đổi là mất tương đối tiền. Hiển ơi, em đã từng trải nghiệm dòng này thì em phải nói thật nhé. Hôm nay là không có quảng cáo, nghĩa là thì thực tế dòng máy này như nào mà em lại thích cái dòng Lenovo này? Thứ nhất là so với các máy khác thì nó rẻ hơn. Đúng rồi, rẻ đấy chắc chắn rồi. Thứ hai là nó mát. Đúng rồi. Nó mát với lại bàn phím của nó dùng rất là sướng. Rồi, còn gì? Còn giống như ThinkPad ấy. Rồi. Giống như ThinkPad luôn, đâm ra là đáp ứng đầy đủ vừa công việc vừa chơi game. Thế còn cái gì nữa không? Còn gì nữa không nhỉ? Hai cái đấy là cái chính rồi. Thứ nhất thì anh sẽ nói về phân khúc giá đầu tiên nhá. Vâng. Tại vì sao Lenovo nó lại rẻ? Bởi đơn giản thì thực tế là Lenovo là một công ty sản xuất máy tính lớn nhất thế giới bây giờ. Thực tế thì nó của Trung Quốc. Và đây chính là cái công ty mua lại thương hiệu IBM, có nghĩa là những cái dây chuyền và những cái công nghệ sản xuất của IBM của Mỹ, và bây giờ hiện nay họ phát triển rất là nhiều dòng máy này. Và tại vì sao nó rẻ? Và đơn giản thì Trung Quốc thì em biết là phân xưởng của thế giới, mà tất cả mọi thứ từ khâu thiết kế và các khâu về kỹ thuật sản xuất là họ làm được, và bán thị trường Việt Nam mình sẽ rẻ, đúng không? Và chất lượng phím thì là cái quyết định thành công đối với những người mà dùng lập trình cũng như các bạn chơi game hay những người mà dùng văn phòng nhiều. Thì hành trình bàn phím sao chép y hệt của ThinkPad thì chúng ta không phải bàn cãi, mà thậm chí là có LED RGB. Nó trẻ trung hơn, năng động hơn so với những dòng ThinkPad truyền thống dành cho anh em kỹ thuật. Cực kỳ nổi bật. Đấy, còn về phần tản nhiệt thì chúng ta nói rất nhiều những dòng sản phẩm khác rồi. Họ bê nguyên mẫu từ những cái tản nhiệt của dòng ThinkPad sang, và thậm chí là cải tiến dòng nhiều cánh quạt hơn, và cánh quạt nhôm và rất là nhiều công nghệ. Thôi bây giờ thì chúng ta cứ mở hộp, sau đó chúng ta test thực tế xem như nào nhá. Hôm nay thì khác ngoại hôm là chủ nhân máy sẽ là khui luôn, bởi vì chiếc máy này thực tế thì mình cũng chưa từng trải nghiệm. Ok. Đây, em mở đây. Mở. Thế này. Hơi run một tí. Anh mở với con ThinkPad cũng hay thế. Này, nhả xuống. Sau đó. Các bạn ơi, đây là dòng sản phẩm nguyên siêu nhá, còn cái thông số kỹ thuật nó ở đây. Nhưng mà lát thì mình sẽ giới thiệu bên trong nhá. Mời em. Okay. Nâng lên. Rồi. Nhấc lên. Cái này là sách hướng dẫn sử dụng này các bạn ạ. Vậy. Nhìn trông rất là hầm hố các bạn chứ. Không, con này là không hầm hố quá đâu. Đây thưa các bạn, sẽ có một số chi tiết mới đấy các bạn ơi. Chiếc máy là tổng thể là 2,55 kg. Đây các bạn sẽ nhìn cái hình thức bên ngoài tí thì mình sẽ giới thiệu chi tiết nhá. Đây, em mở luôn cái sạc đi. Ok, sạc. Cải tiến so với Legion 7 rồi. Trông form nó hiện đại hơn. Thì rõ ràng. Rồi, rất là to. Cẩn thận nhá, con này công suất nó... Review công suất sạc luôn. Đây là cái dây nguồn các bạn ạ. Em cứ mở hẳn cái dây bóng. Mở hẳn. Để em làm rơi đấy. 300W ạ. Các bạn ơi, tại vì sao Lenovo họ lại sản xuất cái sạc này đến 300W? Bởi vì để kéo được cái công suất của em CPU cực kỳ khủng, đó là i7 thế hệ thứ 12, 12700H. Tí thì tớ sẽ giới thiệu công suất của em CPU đó, nó cực kỳ khủng khiếp luôn. Và chân sạc quen thuộc của dòng Lenovo, chân USB như này. Và sạc nó các bạn sẽ nhìn thấy nó sản xuất những cái hộp diêm 300W, tương đương công suất của những chiếc máy chạm luôn. Đấy, lôm la chúng ta hiểu là một chiếc siêu xe hay là một chiếc máy mà khỏe thì đồng nghĩa việc là chúng ta phải đổ nhiều xăng, và cái công suất tiêu thụ điện nó cũng sẽ phải nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết nhé. Đây, mời các bạn xem một vòng này. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 2,55 kg, xấp xỉ 2,6 cân. Tản nhiệt đằng sau các bạn sẽ nhìn thấy là như du thuyền không gian của Lhasa luôn này. Đấy, rất là đẹp. Các cổng được bố trí đằng sau thì mọi người có thể thấy cổng LAN vẫn còn. Tại vì sao các game thủ bây giờ vẫn dùng LAN, cũng như các mạng nội bộ thì chúng ta rất cần thiết cổng này. Còn hầu hết những chiếc máy đời mới sẽ bỏ cổng LAN đi. Nhưng đối với các bạn làm công ty chuyên nghiệp thì vẫn cần cổng này nhá. Sạc phải bố trí đằng sau này. Cái cổng pin này có ký hiệu quả pin đây, có nghĩa là các bạn có thể cắm cáp điện thoại di động, máy tính bảng. Đấy, cắm sạc mà không cần phải bật máy nhá. HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài. Các bạn ơi, cái cổng này đằng sau thì nó chỉ được trang bị là USB Type-C thôi, chứ không phải là Thunderbolt 4 các bạn nhá. Phần lưng của nó thì các bạn sẽ thấy là cái sống này giúp cho cái máy nó khỏe hơn, và nhìn chiếc máy nó rất thể thao. Toàn bộ bằng hợp kim nhôm nhá. Đấy, chữ Legion. Đấy, đọc kiểu tiếng Việt. Đấy, nhưng mà cái này tí mình nghĩ là bật màn hình lên nó sẽ sáng cái logo lên, sẽ nhìn sẽ rất là hiện đại cái máy. Ai chà, tản nhiệt vẫn để bên cạnh phải nữa các bạn ạ. Có lẽ là cái máy quá khủng phải cần đến 4 hốc tản nhiệt luôn. Nếu mà phả mùa hè, nếu mà phả ở đây thì sẽ hơi khó chịu. Cổng USB này, cổng phone, cổng mic.
Còn đây là nút gạt để tắt máy ảnh đi nhá, trong trường mà các bạn cần bảo mật. Ở đây thì các bạn thấy là cái trước thì nó sẽ làm hơi vát giúp cái máy nó mỏng, và cái phần này là phần cam mà các bạn mở máy cũng đơn giản hơn này. Không bố trí bất cổng trước này. Ui chà, tính ra chiếc máy này là có hai cổng Thunbox luôn các bạn ơi. Đây là một cổng USB Type-C. À, tính ra cái này cổng tan cổng ngon luôn, thêm một hốc tản nhiệt ở bên tay trái nữa này, 4 hốc luôn. À, những cái cổng này thì các bạn có thể cắm vào đây để kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ bên ngoài nhá. USB Type-C để băng thông nó sẽ thấp hơn một chút. À, bên dưới đây. Không khí sẽ được hút vào đây này, tản nhiệt đằng sau và hai bên sườn, loa này. À, thiết kế bên dưới cũng nhìn cũng rất là hiện đại. Muốn mở chiếc máy này ra thì cũng không quá khó đâu các bạn ơi. Các bạn chỉ mở hết cái ốc này này, các bạn sẽ nhìn thấy nội tạng bên trong. Bây giờ thì anh em mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá khả năng nâng cấp của nó như nào nhá. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, thì các bạn có thể thấy là hai quạt tản nhiệt bên trong với hai ống đồng dẫn sang bên. Hai slot cắm RAM sẽ mở rộng tối đa nâng cấp là 64 GB. Và bên cạnh này các bạn thấy là hai khe cắm ổ cứng đối ngược nhau PCIe. Nó có thể chạy chuẩn RAID 0, có nghĩa là tự động sao lưu dữ liệu cho một người cực kỳ an toàn. Bởi vì với công nghệ SSD bây giờ thì nó cực hiện đại, nhưng mà ổ cứng SSD mà không may mà chết thì xin lỗi các bạn là sẽ không lấy được dữ liệu đâu các bạn nhé. Còn đây là cái Wi-Fi này. Đấy. Cebu và GPU onboard trực tiếp cho bo main mà sẽ không thể nâng cấp nhé. Con này thì sẽ không dùng khe cắm ổ cứng 2.5 inch và hai cái loa bên cạnh của pin này. Chiếc máy này sẽ nâng cấp tối đa ổ cứng là 4 TB nhé. Vâng, thưa các bạn, thì dung lượng của pin này thì hơi đáng buồn một chút các bạn. Nó chỉ có 5100 mAh thôi. Thực tế các dòng máy gaming thì gần như nó tối ưu vào sức mạnh và pin thì chỉ gọi là có thôi. Nếu mà dung lượng pin này thì chúng ta duy trì dùng ở mức hết công suất có lẽ thì khoảng 2 tiếng rưỡi. Còn nếu các bạn dùng văn phòng thì khoảng 4 giờ. Nói chung đánh giá pin thì hơi thấp các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ lắp chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đầu tiên là mình sẽ test ổ cứng này. Bây giờ nó gọi là PCIe Gen 4, các bạn thấy là tốc độ đọc ổ cứng rất khủng bây giờ. Nó lên đến sấp xỉ 6.6 GB/s và tốc độ ghi của nó cũng lên đến gần 5 GB/s. Còn chiếc ổ cứng mà mình đã test nhanh nhất nó lên đến 7.5 GB. Thật là kinh khủng khiếp luôn. Đây là màn hình 16 inch các bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy cái màn hình 16 inch với tỷ lệ 16:10 thì cái chiều này này nhìn nó sẽ hơi khác đi và viền rất mỏng. Đấy. Camera được bố trí bên trên sẽ hỗ trợ các bạn là quay phim, chụp ảnh và thậm chí các bạn có thể dùng cam để live stream nhé. Họp trực tuyến luôn. Đây mình sẽ giới thiệu cái màn hình của máy nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy màn hình rất LED đúng không? Đây con chip thế hệ thứ 12 các bạn sẽ thấy này. Xung của nó 2.7, i7 là 127.H. Nó có đến tận 14 lõi và 20 luồng luôn các bạn nhé. RAM 16 GB này. Mình sẽ giới thiệu màn hình này. Màn hình của máy có độ phân giải là 2K 2560x1600 và cái tầng số quét của nó là 165Hz nhé. Sẽ hỗ trợ các bạn game thủ cực kỳ tốt luôn. Vega RTX này các bạn sẽ nhìn thấy 3060. Này các bạn sẽ nhìn thấy cái chất lượng phím này. Mình khẳng định các bạn nếu mà dòng máy gaming và đồ họa thì đây là một trong chiếc máy có chất lượng bàn phím tốt nhất thế giới. À. Này các bạn thấy bấm rất sướng luôn và có một bàn phím full size này sẽ hỗ trợ các bạn nhập liệu bàn phím rất tốt. Và thậm chí cả bốn phím điều hướng nó cũng làm cách như này. Trên này được có phủ một cái lớp đặc biệt này chống bám vân tay này, các bạn nhìn thấy là tay mình có mồ hôi nhưng mà không hề bám luôn. Còn đây những tính năng để tăng giảm quạt các thứ này. FLQ nó có trên dòng cũ cũng có rồi nhá. Phím bật nguồn nó tích hợp đèn LED và LED phím đấy các bạn, thấy là LED RGB, nó rất là đẹp. Các bạn có thể chỉnh màu theo cái sở thích của mình nhá. Con chuột cũng làm lớn này. Độ lầy của chuột rất tốt này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra phần cứng bên trong của máy này. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.2, cũng là Bluetooth với cái tốc độ kết nối là nhanh nhất bây giờ. Camera này con này mới chỉ 720p thôi. Trên một số dòng mới của HP bây giờ mình đã test nó còn có camera 5 chấm nữa các bạn ạ. Ổ cứng Micron của Mỹ các bạn nhé. Vega này trong máy được trang bị 2 Vega, đó là RTX 3060 và cái Iris XE. Trên dòng Cebu thế hệ thứ 12 thì mặc định luôn. Đây, Wi-Fi bây giờ nó cũng là Wi-Fi 6E này. Nó có mã là AX211 băng tầng 160Hz. Wi-Fi 6 vẫn là Wi-Fi nhanh nhất bây giờ các bạn nhé, chuẩn mới nhất. Đây, con chip thế hệ 12. Các bạn sẽ nhìn thấy cái số lõi nó nhân lên rất nhiều. Sẽ hỗ trợ các bạn render những cái phần mềm tính toán nhanh hơn rất nhiều. Xin lỗi các bạn là vừa nãy thì mình quên chưa cắm sạc. Thì mình cũng nói luôn cái tính năng mà để một chiếc máy hoạt động hiệu năng cao nhất thì các bạn phải cắm sạc vào.
Vừa lại mình hơi nhầm bởi vì mình nhìn thấy điểm số nó dưới 1.000 là thấy hơi lạ rồi. Điểm số của nó là 2.460. Đấy, nó nhanh hơn khoảng 30% nếu mà các bạn không cắm sạc nhá. Bây giờ tớ sẽ test thêm cái Vega rồi. Như bạn các bạn, ôi trời, cái máy này bị lỗi sao mà em không cắm sạc thì nó chạy chậm lắm anh ạ. Em render nó chậm hơn hẳn. Thì các bạn phải lưu ý luôn là đối với các dòng máy gaming cũng như các dòng máy chạm thì nó sẽ sử dụng hiệu năng từ cái sạc chứ không phải từ pin. Khi các bạn dùng nguồn pin thì nó sẽ chậm hơn và nó sẽ tự động nó hạ cái xung nhịp của máy xuống để tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm pin. Chính vì thế nó cũng chậm hơn rất nhiều. Đây các bạn thấy là khi mình cắm sạc vào thì nhiệt độ nó sẽ tăng cao hơn ở mức khoảng trên 50, còn vừa nãy nó chỉ có dưới 50 thôi. FPS nó đẩy lên này, 169 luôn. Mình đoán chắc phải sấp xỉ 200 hoặc hơn một tí. Đây các bạn thấy không? Vừa nãy nó chỉ có hơn 160 thôi, bây giờ nó lên hơn 200, có nghĩa là cái hiệu năng của nó tăng lên đến tận bao nhiêu, gần 40%. Nếu các bạn cắm sạc nhá. Và khi bắt đầu ở mức hiệu năng cao thì quạt các bạn có thể nghe thấy nó sẽ hơi ồn ồn một chút. Vâng, thưa các bạn thì nó có tính năng FLQ này, các bạn sẽ bấm vào đây này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là cái hiệu năng nó sẽ tự chỉnh nhá. Đó, đây là chế độ im lặng này. Auto là chế độ tự động. Đó, nó sẽ tự động chỉnh, các bạn bấm FQ này để chỉnh cái hiệu năng của quạt. Nhưng các bạn thấy nó chạy 3D bây giờ rất mượt đúng không? FPS nó lên tận 88 và nhiệt độ của CPU khoảng hơn 60 độ. Nhiệt độ GPU nóng hơn 76 độ. Đây vẫn là cái nhiệt độ lý tưởng để chúng ta có thể cài đồ họa 3D ở cái tính năng gọi là mạnh nhất. Vâng thưa các bạn, đây là phần mềm Adobe Premiere. Các bạn thấy là với dòng CPU thế hệ mới và kết hợp Vega mạnh thì nó sẽ hỗ trợ các bạn dựng video 4K sẽ cực kỳ nhanh luôn. Mình nghĩ là chỉ mất khoảng hơn chục giây để xong một đoạn video 4K. Bây giờ hầu hết các bạn mới bây giờ thì sử dụng trong lĩnh vực truyền thông rất nhiều, dựng phim rồi dựng những video quảng cáo marketing rất là nhiều. Những chiếc máy như này sẽ cực kỳ cần thiết. Mất 25 giây mới xong các bạn ạ. Đây các bạn sẽ nhìn thấy các hiệu ứng mà mình sẽ hiệu chỉnh nè. Nói chung thì với sức mạnh của chiếc máy như này thì các bạn có thể dựng thoải mái luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái tính năng quan trọng nhất. Vâng, thưa các bạn là mình đang test tựa game Red Dead 2 các bạn ạ. Đây là tựa game cực kỳ nặng luôn các bạn ơi. Các bạn thấy là cái mức đồ họa nó khỏe như này mà FPS nó chỉ nhận được từ 33 đến 34. Có lẽ là con này mà chơi full FPS phải sử dụng con 3080T trên laptop. Và nhiệt độ của CPU nó cũng sẽ ở ngưỡng khoảng trên 70 độ. Có nghĩa là mức nhiệt độ cũng khá là cao, khoảng lúc này hơn 80. GPU mức khoảng 74 độ. Nếu mà các bạn muốn máy mát hơn sẽ bật được chế độ mắc quạt lên nhé. Và chế độ là mát mắc quạt lên bởi mình chơi những cái tựa game nặng như này thì cần thiết. Tần số quét của màn hình là 165Hz. Thì là cái khung hình chuyển động trên màn hình nó càng lớn thì các bạn sử dụng thì nó càng ngon. Đây là mình đang ở mức setting cao nhất, còn nếu mà các bạn muốn FPS cao hơn thì có thể cài ở chế độ nó thấp hơn. Nói chung thì với những cái tựa game offline, online nặng nhất thì anh em có cài vào chiếc máy này vẫn có thể chơi giải trí thoải mái nhé. Nhiệt độ này vẫn đảm bảo cho phép để các bạn có thể cài liên tục, mà từ vừa nãy giờ thì mình test cũng khoảng hơn 1 tiếng rồi. Rất nhiều phần mềm ứng dụng rồi. 1, 2, 3. Vâng thưa các bạn thì mình đang test lại qua phần mềm Adobe Premiere. Thực tế chiếc máy này mình test nó chỉ khoảng hơn chục giây thôi. Đây các bạn này, mình bật ở chế độ max nhất. Mình nghĩ nó khoảng 15-16 giây thì vừa lại 24 giây thì khá là chậm. Đây nó rút ngắn nó còn 20 giây. Vâng thưa các bạn thấy là chất lượng âm thanh của chiếc máy nó rất là to. Với công nghệ âm thanh trên dòng Legion thì các bạn có thể nghe thấy khá là rõ trong phòng 20m² của mình. Đây là mình đang để mắc hoa đấy. Là bình thường mình sẽ để mức này nghe nó sẽ phù hợp hơn. Với độ sáng lên đến 500 nit thì nó sẽ nhìn được cả ánh nắng mặt trời nếu các bạn sử dụng ngoài môi trường luôn. Tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% sRGB. Màn hình 2K. Với IPS các bạn có thể thấy là ở góc nhìn 178 độ, mọi người hoàn toàn có thể nhìn rõ trên màn hình mà không hề bị lóa gì cả. Nó có phủ chống lóa bên trên đấy các bạn nhé. Âm thanh rất hay đúng không? Lại cho to lên này. Loa nó ở phần này các bạn nhé. Ở bên cạnh hai quả pin. Ở bên cạnh quả pin các bạn, ở trong máy nó chỉ có một pin thôi. Âm thanh nghe rất tốt nhé. Chiếc máy này các bạn có thể dùng để thiết kế design thì nó rất là ổn, rất là ok luôn. Với tỷ lệ bao phủ màu cao thì cái hệ sai số màu khi các bạn thiết kế thì nó sẽ ở mức là bằng 0 luôn các bạn nhé. Vâng thưa các bạn là mình đã test xong với phiên bản Lenovo Legion Pro phiên bản năm 2022. Nếu mà về hiệu năng có lẽ là chiếc máy này không chê được vào đâu. Nếu mà nói về option và cấu hình có lẽ cũng không thể chê vào đâu.
Chúng ta sẽ so sánh một chút so với phiên bản như là Alienware M15R7 mà trang bị cùng cấu hình như này, sẽ có giá bán trên thị trường khoảng hơn 50 triệu. Trong khi đó chiếc máy này bán chính hãng tại trường Việt Nam chúng ta thì khoảng hơn 40 triệu. Nó tùy vào option mà nhiều cửa hàng bán ra. Nói chung là về khả năng nâng cấp thì với 64GB RAM và những cái cổng kết nối bên ngoài thì các bạn thấy rất mạnh ở chiếc máy này. Từ những chuẩn kết nối này, màn hình này, chất lượng phím này. Có lẽ là con này chỉ pin là ở dung lượng hơi thấp một chút thôi. Không có gì để chê các bạn ạ. Nếu ở phân khúc mà các bạn dùng để dựng phim này, chơi game này, các công việc về kỹ thuật này, lập trình này, chạy máy chủ, máy ảo, chạy giả lập thì đây là chiếc máy số 1 thế giới để các bạn đầu tư ở phân khúc khoảng tầm trên 40 củ tại thời điểm hiện tại nhé. Và hiện nay trên thị trường thì sẽ có các phiên bản được trang bị Vega mạnh hơn như là 3070, 3070T hay 3080, vân vân nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình chân tay và trải nghiệm chiếc Lenovo Legion Pro phiên bản 2022 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những phiên bản mới thì mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những video mới nhất cả shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.